Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Kẻ Ăn Hồn của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì Phong đã bị dân làng bắt giữ và người bán đứng Phong chính là Sang. Bắp đang nghi ngờ là Sang có một cái âm mưu gì đó, bởi vì theo như những tập đầu tiên chúng ta được nghe đến một cái loại rượu, đó là rượu sọ người, được làm ra từ 5 bộ phận của con người, đó là từ đôi chân nhanh nhẹn, đôi bàn tay khéo léo, một cái lá gan của người gan dạ, một cái đầu của kẻ thông minh và một trái tim của kẻ lòng lan dạ sói. Hiện tại thì trong ngôi làng của chúng ta đã xảy ra những cái chết mà nó tương ứng với những cái nguyên liệu để làm ra rượu sọ người, đó là đôi chân của bé Hường, đôi bàn tay khéo léo của Dương, lá gan của bà Càng và một cái đầu thông minh của ông Lan Chấn. Hiện tại thì còn thiếu một trái tim của kẻ lòng lan dạ sói. Có lẽ trước khi chết thì ông Lan Chấn cũng đã ngộ ra được điều này khi mà đọc cái bài về đó. Và liệu ở trong làng ai sẽ là người thích hợp cho cái nguyên liệu cuối cùng là trái tim của kẻ lòng lan dạ sói đây? Hiện tại thì Bắp đang nghi ngờ Sang là kẻ luyện rượu sọ người và kiểu như là ngẫm máu phun người, ném đá giấu tay đó các bạn. Bản thân mình làm nhưng mà cố vu oan cho vợ của mình là cái Phong. Nhưng mà liệu phán đoán đó có đúng hay không? Thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Trời đã quá nửa đêm, nhưng nhà ông Lan Chấn vẫn còn sáng đèn. Người ta đã khâm liệm cho ông từ chiều. Hai người đàn ông đánh đàn bầu cũng đã tấu nhạc đám ma suốt mấy canh giờ. Bà Cụ Đoan cùng mấy người đàn bà khác trong làng tất bật ở dưới bếp để xào nấu làm đồ ăn khuya cho gia đình nhà Hiếu. Những đám ma trong làng địa ngục lúc nào cũng rất ít con cháu đội khăn tang. Ấy là bởi vì số lượng nhân khẩu của các gia đình nơi đây không nhiều. Nhà ông Chấn cũng không khác. Nhìn cậu thanh niên trẻ măng, một mình phục trước chiếc quan tài sơ sài của bố đẻ, hình ảnh ấy bất giác làm người ta chạnh lòng. Cậu Khảm không muốn đứng dậy để ăn uống. Đêm nay là đêm cuối cùng bố cậu còn ở nhà. Cậu muốn ngồi cạnh ông trong chốc lát. Ở bên ngoài, cậu Sang đã đến tụ họp cùng với đám thanh niên trong làng. Trên người mặc một chiếc áo dài đen tuyền, càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của một chàng thư sinh trẻ tuổi. Đôi mắt cậu vẫn sưng húp. Thằng nhóc cũ dền đon đã mời một hơi thuốc lào, nhưng cậu khéo léo từ chối, cố gắng nặn ra một cái nhếch mép trên gương mặt như đeo đá. Người trong làng đối đãi với cậu Sang như với ông Khôi trước đây. Bởi lẽ dù sao cậu ta cũng là thầy đồ dạy chữ cho bọn trẻ con, lại đứng ra vạch mặt gia đình bố vợ. Nếu như sau này có thể đảm nhận được nhiệm vụ xuống núi giao thương, thì cái chức trưởng làng sẽ chẳng thể nào lọt khỏi tay cậu ta được nữa. Cậu Sang tỏ ra điềm đạm, thậm chí còn khách sáo hơn bình thường. Ánh mắt thành kính của mọi người làm cậu ta cảm thấy một niềm hân hoan hả hê len lỏi trong từng tế bào. Tiếng đàn bầu rầu rĩ trong đêm khiến cậu nhớ về ngày tháng còn nhỏ, cái ngày mà mẹ cậu còn sống. Suốt bao năm nay, cậu không sao quên được ánh mắt lạnh băng của lão Khôi vào đêm mà mẹ cậu hấp hối. Im đi, mẹ mày không cứu được, đàn ông con trai không được khóc, phải mạnh mẽ lên, nhớ chưa? Lão gằn giọng, cậu nhớ như in cái đôi guốc mộc của lão nện xuống dưới nền nhà. Mãi đến sau này khi lớn lên, cậu mới hiểu rằng đó là cách để lão thị uy với người khác. Chính lão đã nói rằng nam nhi không được phép rơi lệ. Vậy thì cậu sẽ bắt lão phải khóc, khóc đến chết thì thôi. Lão không bao giờ đi chân đất. Chẳng phải lão muốn thể hiện rõ uy quyền của mình bằng tiếng guốc mộc thật vang hay sao? Cậu cười nhạt, tay mân mê chén trà còn ấm nóng trên tay. Chính cậu sẽ đánh cho tới khi chân cùng xương của lão hòa làm một. Cậu nghiến răng kèn kẹt, trong lòng ngẫm nghĩ, đôi chân ấy sẽ chẳng bao giờ có thể xỏ vào đôi guốc mộc thêm lần nào nữa. Tiếng nói của cô gái nào đó vang lên bên tai khiến cậu chợt nhớ tới người vợ của mình. Cậu thầm chửi thề trong bụng, thứ đốn mạc ấy vào đêm tân hôn còn nói chuyện với trai, càng đáng chết. Cuộc đời của bố con nhà lão Khôi sắp đường cùng mạt lộ, nhưng cậu thì khác, mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu. Cậu ung dung nghĩ đến viễn cảnh sau này. Nhưng trước hết, mọi giao kèo với người đàn bà kia phải thực hành thật trót lọt. Đừng đuổi theo cơn suy nghĩ, cậu Sang chợt giật mình khi nghe thấy lão Tám Kheo gọi mình. Gương mặt lão sạm lại, hốc mắt trũng sâu như thể đã thiếu ngủ nhiều đêm. Cậu Sang này. Vâng bác Tám, bác gọi tôi à?
Giọng cậu Sang khàn đặc. Chuyện là thế này cậu ạ. Tôi và các cụ bôi lão trong làng đang bàn bạc. Cậu định xử lý gia đình nhà ông Khôi thế nào? Dù sao thì cũng là nhà vợ. Ông Tám Kheo lộ rõ vẻ khó xử. Bác vẫn không tin ả kia giết người phải không? Tôi nghe giọng bác. Cậu Sang đột ngột hỏi ngược lại. Chúng tôi vẫn không nghĩ vì sao cô Phong lại giết người. Bình thường cô ấy với con bé Hường nhà tôi. Vậy nếu giết người để làm vu thuật thì sao? Cậu Sang thoáng mỉm cười. Câu nói này tự hồ trúng tim đen của ông Tám Kheo. Giọng nói đanh lại. Giả như đúng là thế thì chính đôi tay này sẽ giết chết nó. Cậu Sang mỉm cười. Tâm lý của lão Tám Kheo diễn ra rất đúng với ý mình. Thế là cậu đủng đỉnh. Sau khi hạ táng ông Lan Chấn xong, tôi nghĩ nên xử tội nhà lão Khôi. Còn cái hư hỏng là do cha mẹ không biết dạy con. Cả nhà ấy phải thiêu cháy mới đủ đền tội. Ông cụ Mộc Tang ngồi bên cạnh bỗng giật mình. Ông nhìn theo bóng dáng của cậu Sang khuất dần trong bóng tối, lòng tràn ngập những nghi hoặc. Bọn trẻ con trong làng này, có đứa nào mà ông không nhìn thấy chúng sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành? Tại sao lần này, người thanh niên trước mặt lại làm cho ông cảm thấy xa lạ đến thế? Trời đã quá nửa đêm, những người trong làng đều đi nghỉ hết. Không ai dám ở lại căn nhà cách đây vài canh giờ mới phát hiện ra xác người cục đầu. Chỉ còn một mình cậu Khảm ngồi trong bầu không khí tràn ngập khói nhang. Chấn! Chấn ơi! Lên đò! Giữa màn đêm dày đặc, con đò chở vong lại xuất hiện cùng tiếng gọi nhuốm màu ma mị. Chỉ có điều, lần này giọng nói của người lái đò chẳng còn đều đều như mọi lần nữa, mà xen lẫn trong đó có sự tức giận, gấp gáp. Người kia gọi ông Chấn 3 lần. Con đò chồng chành đợi trước cửa, nhưng chẳng có ai bước lên. Cuối cùng nó cũng đành biến mất. Ngồi trong căn buồng của mình, cô Phong nghe rõ mồn một. Không cần phải chứng kiến, cô cũng có thể biết rằng phong hồn ông Chấn không hề bước lên đò. Cô biết rất rõ hồn của ông thầy Lan tốt bụng ấy đang ở đâu và cái gì sẽ xuất hiện vào đêm nay. Cô khẽ khấn vái trời Phật trong đầu, mong sao cho cậu Khảm sẽ phát hiện ra điều ấy. Nếu như thế thì cô còn hy vọng. Giữa giờ tí, giọng thằng Ngọ lại vang lên lanh lảnh. Ngày 6 khắc, tối 5 canh, ma quỷ tinh ranh, không ai được ra khỏi cửa. Tiếng kẽn làm cho cậu Khảm giật mình về với thực tại. Suốt đêm trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh của bố mình. Thi hài bị chặt đầu của ông cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí. Đầu bố cậu đang ở đâu? Kẻ nào đã ra tay tàn độc như thế? Liệu rằng có phải cô Phong không? Người con gái luôn ở trong tim ấy, có khi nào lại chính là kẻ xuống tay với đấng sinh thành của cậu? Vừa nghĩ, cậu vừa uể oải bước ra đằng sau hiên nhà để rửa mặt. Khi mới quay trở về bên cạnh Linh Cửu, bất chợt cậu thấy trong thư phòng có tiếng động lạ. Toàn thân cậu Khảm nổi đầy gai ốc. Giờ đây chỉ còn mỗi mình cùng người cha quá cố. Vậy thì tiếng động ấy ở đâu ra? Cậu nín thở để nghe cho kỹ. Thế nhưng điều kỳ lạ là âm thanh bỗng chốc im bặt. Nghĩ là mình nghe nhầm, hoặc có con mèo hoang nào đó lạc vào. Cậu lại nhún vai, không quan tâm nữa. Nửa tuần nhang vừa hết, lão dần chó tập tễnh đi tới. Trên tay còn cầm theo một vò rượu nếp. Ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xuống rót rượu ra 3 cái chén nhỏ. Kính cẩn dâng lên cao quá đầu để mời hương hồn ông Chấn, sau đó uống cạn. Cậu Khảm lấy làm cảm động lắm. Người ta hay xa lánh người đàn ông này bởi hình thù kỳ dị, lại thêm cái tính ăn nói khó nghe. Nhưng thật ra ở nơi thâm sơn cùng cốc này, chẳng có mấy ai trọng tình cảm như ông ấy. Hai người đàn ông, một già một trẻ, chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ im lặng nhìn khói nhang cuộn thành từng vòng trên chiếc quan tài đã cũ. Giờ dần vừa điểm, tiếng rì rà rì rầm đột nhiên xuất hiện như lần trước. Ông dần quay sang hỏi người bên cạnh. Này, có nghe thấy gì không? Cậu Khảm khẽ giật mình hỏi lại. Thấy gì là thấy gì hả bác? Hình như có tiếng người nói trong thư phòng. Bác Dần, giờ không phải lúc đùa. Không, tao nói thật, mày nghe kỹ mà xem. Giọng lão Dần thì thào, mặt lão đanh lại khiến cho cậu Khảm cũng cảm thấy chột dạ. Tiếng rì rầm ngưng một lúc rồi lại trôi tới bên tai.
Lần này thì cậu khảm tin rằng lão Dần không đùa cợt. Nếu là tiếng động như vừa nãy thì cậu có thể đổ cho con mèo. Nhưng rõ ràng đây là tiếng người đang nói thì thầm. Chẳng lẽ có ai đó héo lánh đến đây? Cậu khẽ ra hiệu cho lão Dần đi thật khẽ để tới thư phòng. Cậu khảm không muốn bước vào, mà chỉ đứng từ bên ngoài ló đầu vào quan sát. Trong gian phòng lúc này chỉ còn có ánh đèn cầy leo lét. Sách vở vẫn lộn xộn như lúc sáng. Bất thình lình, một trận gió ào tới làm thổi tắt ngọn đèn cầy. Bóng tối mù mịt tràn ngập không gian. Cửa sổ mở toang, gió thổi vào lạnh cống. Bầy đom đóm to bằng ngón chân cái người lớn đang chầu trực bên ngoài. Một vài con đánh bạo bay thẳng vào bên trong. Lão Dần khẽ nuốt nước bọt. Chẳng thể hiểu vì sao đêm nay sự gan dạ của ông đã biến đi đằng nào. Càng không thể lý giải việc bọn đom đóm mỗi lúc lại to đến bất thường như thế. Ông khẽ lay vai cậu khảm để dục rời đi. Nào ngờ, ngay lập tức bên ngoài cửa có tiếng một người thiếu nữ thì thào. Rối ải, rối ai? Phải rối nhà tao. Tiếng lộc cộc của mảnh gỗ gõ xuống sàn khi nãy lại dội về. Tiếng thở phì phò khe khẽ của con ngựa làm cho hai người đàn ông như chết lặng. Móng một con ngựa nào đó gõ xuống sàn, tiến dần về phía cửa sổ. Quái lạ, sao lại có ngựa ở trong này? Cậu khảm vừa nghĩ đến đó thì tia chớp trên trời lại lóe lên. Trong một tích tắc, cậu chợt nhìn thấy bên ngoài khung cửa sổ có một người đàn bà mặc áo đỏ đang ngoác miệng nuốt một cái bóng có hình dạng con người nhưng cục đầu vào trong bụng. Dù thời gian quá ngắn ngủi, nhưng cậu cũng kịp nhận ra cái bóng đó cục đầu. Dáng đi quen thuộc mà chính bản thân mình vô cùng thân thuộc. Có lẽ nào... Cơn bàng hoàng xen lẫn phẫn nộ khiến cậu khảm quên đi cả sợ hãi. Cậu vội vàng xông bổ vào phòng để làm cho ra lẽ. Bóng người áo đỏ vừa nuốt trọn vong hồn màu trắng. Bất chợt thấy có người nhảy vào, liền giật mình biến mất. Cậu khảm đứng bên cạnh ô cửa sổ, nhìn chăm chăm ra ngoài rồi bần thần hỏi lão Dần. Có phải bác cháu mình say nên nhìn gà hóa cú không? Lão Dần không đáp, mồ hôi sau lưng ông đang túa ra như tắm. Đêm trong quan tài trôi qua thật chậm. Sáng sớm ngày hôm sau, người trong làng địa ngục xếp thành một hàng dài, đi dưới những tàn cây chích đầy khăn trắng để đưa thầy Lang Chấn về với cát bụi. Người đàn ông ấy khi còn sống vẫn hay nhắc, nếu như sau này ông có chết thật, xin đừng chôn ông dưới ba tấc đất lạnh lẽo. Hãy hỏa táng ông rồi đứng trên sườn đồi trồng hoa tam giác mạch để tro cốt có thể bay khắp nơi. Ông không muốn đến khi chết rồi vẫn phải ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Nhớ tâm nguyện của ông. Người con trai cùng bà con trong làng chất củi khô tạo thành một cái đàn thật lớn. Sau đó đặt quan tài của ông lên thiêu rụi. Gương mặt cậu khảm thất thần nhìn đống lửa cháy mỗi lúc một to. Tiếng củi kêu tanh tách, mùi khói sộc cũng chẳng thấm tháp gì so với cơn giằng xé trong lòng cậu. Cái đầu không thể nào tìm thấy. Dù cụ Mộc Tang đã đến tận nơi để hỏi cô Phong cùng vợ chồng ông bà Khôi, cậu khảm cảm thấy có lỗi với bố mình. Bà Tám Kheo điên điên dại dại, ngúc ngoắc cái đồ, nước mắt rơi đầm đìa trên mặt. Dường như cảm thấy chưa đủ độ quái dị, bà ta vỗ tay, miệng vẫn đọc bài về không ngừng. Cậu khảm nhớ tới cái lần cô Phong phân tích bài về, nhưng rồi lại lắc đầu đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi óc. Khi nào hỏa táng cho bố cậu xong xuôi, cũng là lúc người ta bắt đầu xét xử gia đình ông Khôi trưởng làng. Chiếc quan tài được thiêu suốt mấy ngày đêm. Hết lớp củi này lại tới lớp củi khác, cho đến khi thi hài bên trong chỉ còn là lớp tro tàn. Ráng chiều hôm ấy, cậu khảm trở về nhà, trên tay vẫn còn cầm hũ tro cốt. Mới ngày nào cậu còn thấy căn nhà này thật nhỏ bé, giờ lại thấy nó trở nên trống trải vô cùng. Cậu loạng choạng bước chân vào bên trong, tựa lưng vào chiếc kệ chất đầy sách của bố mà khóc nức lên. Bất thình lình, cậu nhìn thấy ở trên nền đất, sát cạnh nơi bố mình nằm xuống, có một cuốn sách cũ nát đang lật dở. Một vài trang còn dính máu. Có vẻ như trước khi chết, ông Lang Chấn đang dở ra xem. Cơn tò mò dâng lên đỉnh điểm, cậu vội vàng lật ra để xem bên trong. Nội dung của cuốn sách khiến cậu rúng động. Đó là chữ viết tay của bà Âm, người mẹ đã qua đời của cô Phong. Tiềm thức lôi cậu trở về cái ngày chứng kiến bà Âm bị đổ mồ hôi máu đến chết. Chính bà ấy đã trao cuốn sách này cho cậu, để nhờ sau này sẽ giao lại cho con gái mình. Cậu nhìn chăm chú hình vẽ bình rượu sọ người.
Giọng hát về của bà Tám Kheo như dội vào tai cậu. Cậu khảm quỳ sụp xuống sàn, toàn thân run lên bần bật. Bàn tay chạm vào một thứ gì đó tròn tròn, nằm lăn lóc trên mặt đất. Một cơn điếng người tràn tới khi khảm nhặt thứ trên đất lên. Thì ra là như vậy. Cậu ngẩng lên trời. Lúc này trời đã ngã xế chiều. Gia đình cô Phong chắc chắn đã bị giải ra bên ngoài. Nhanh, nhanh lên, nếu không thì không kịp. Cậu khảm tự nói với chính bản thân mình. Nếu không làm rõ chuyện này, có lẽ cậu sẽ không thể sống yên. Những người dân trong làng địa ngục đang đứng xếp thành một vòng tròn quanh dàn hỏa thiêu. Sắc mặt ai nấy đều hung hãn. Gia đình ba người nhà ông Khôi được cởi trói, đứng trên một dàn củi lớn. Không ai trong ba người khóc lóc. Cô Phong ngẩng đầu thật cao, nhìn cảnh vật như đang thu vào tầm mắt, dáng vẻ đầy cứng cỏi. Dù cho mấy ngày qua cô đã hiếu mòn đi ít nhiều. Cậu Sang Đỉnh Đạt bước lên phía trước, đưa mắt nhìn cụ Mộc Tang và lão Tám Kheo. Không thấy hai người ấy, cũng chẳng thấy cậu Khảm đâu. Xét xử hung thủ giết người mà lại thiếu đi thân nhân của người bị hại thì còn ra thể thống gì. Nghĩ đến đó, cậu Sang cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn nấn ná chờ đợi trong chốc lát. Đợi mãi cũng sốt ruột, người trong làng giục cậu. Kìa, xử đi thôi, cậu còn chờ gì? Có lẽ lão Tám Kheo và cậu Khảm không đến đâu. Này, liệu có khi nào con Phong cũng sẽ khai ra nơi giấu xác con Minh không? Mất tích cả nửa tuần trăng, làm thế nào mà sống được? Cậu Sang khẽ hắng giọng, át đi tiếng xì xào bàn tán của người làng. Vợ chồng Triệu Văn Khôi, con gái là Triệu Thị Phong nghe đi. Làng địa ngục từ trước đến nay tuy phải sống lánh đời vì cái họa băng cướp khi xưa, nhưng cũng chưa bao giờ gặp nhiều án mạng kinh hoàng đến vậy. Nay vật chứng đã rành rành, vợ chồng Triệu Văn Khôi cùng con gái không thoát khỏi liên quan. Có còn gì để nói nữa không? Tao không làm, nhà tao không ai làm cả. Cô Phong khẳng khái trả lời. Vậy thì tang chứng rành rành ra đây là cớ làm sao? Bố mẹ mày có thể không biết, nhưng chắc chắn mày không thoát khỏi liên quan. Cậu Sang gằn giọng, cô Phong lắc đầu. Bà con, xin bà con nghe con nói, con không có lý do gì để giết người cả, cứ cho như là con giết người. Vậy thì xin hỏi, những bộ phận biến mất của mấy thi hài con giấu ở đâu được? Lời này khiến cho dân trong làng lập tức xôn xao, bàn tán. Thậm chí có kẻ còn gật đầu đồng tình. Dường như cậu Sang đã lường trước được tình huống này nên lớn giọng. Nhà ông trưởng làng từ trước đến nay luyện vu thuật hại người, thế nên mới có thể tự do đi xuống núi mà không bị phát điên hay gặp yêu ma thú dữ. Bà con có nhớ cái đêm mà cả làng ta bị mồ hôi máu rồi chạy trốn về làng không? Đêm hôm đó chính mắt bà con đã nhìn thấy một phong hồn áo đỏ còn gì. Chính nhà lão Khôi đang thờ cúng mỗi ngày đấy. Cái tấm vải đỏ mà lão thờ cúng hàng ngày, lão gọi là thần hộ mệnh đấy. Ai không tin thì đến tận nơi là thấy. Lão Khôi cầm chân chúng ta ở đây bằng bùa ngải, giết lão để giải thoát cho chúng ta. Nhất thời toàn dân làng gào lên kích động. Giết chết! Hỏa thiêu chúng đi! Cậu Sang hưng phấn gào lên. Hỏa thiêu! Mấy người đàn ông nhanh nhẹn châm lửa vào đống củi khô. Lửa bắt đầu bén dần. Cô Phong ôm chầm lấy cha mẹ, nghiến răng nhìn vào Sang. Đám đông lúc này đang hừng hực cơn khát máu. Lẫn khuất dưới lớp mặt nạ họ đang mang kia, có còn là con người hay đã hóa thành quỷ từ lúc nào? Dừng lại! Các người nhầm rồi! Giọng nói của cậu Khảm gào lên khiến mọi người sững sờ quay lại. Cụ Mộc Tang cùng lão Tám Kheo, cậu Khảm rẽ đám đông bước vào. Nụ cười trên môi cậu Sang vụt tắt. Khảm, mày muốn gì hả? Hết tằng tiểu với vợ tao, giờ lại muốn phá luật làng à? Cậu Sang gầm gừ. Đừng ngẫm máu phun người. Cậu Khảm vặt lại. Bà con nghe tôi nói đi. Vợ chồng ông Khôi trưởng làng không hề liên quan đến việc giết người. Bà con đừng để bị lừa. Đám đông lại một lần nữa rơi vào cơn hoang mang. Thằng Ngọ gào lên. Bớ người ta, thằng Khảm bên con Phong. Không đúng, giết người xong, những bộ phận như bàn tay, cẳng chân, lá gan, đầu người đều bị lấy mất. Nếu Thị Phong làm vậy thì hắn phải tìm được những bộ phận ấy ở nơi cất giấu. Cậu Khảm đi vòng quanh hình tròn, giọng không quá lớn, nhưng mọi người im phăng phắc để lắng nghe. Mọi người có biết tại vì sao giết người xong lại phải thu thập đủ các bộ phận không? Vì đó là những thứ cần thiết nhất để luyện rượu xỏ người. Có thứ rượu này sẽ sai khiến được âm binh, làm cho người chết sống lại.
và bỏ bùa bất cứ người nào ta muốn. Bốn người đã vong mạng vì chuyện này. Một người có đôi tay khéo léo, một cô bé có đôi chân chạy nhanh như gió, một lão thợ săn có lá gan dũng cảm, một người đàn ông có bộ óc thông minh. Mọi người còn biết thiếu thứ gì không? Người trong làng ngây ra, cụ Mộc Tang rùng mình. Thiếu quả tim. Không có quả tim thì làm sao mà thành người được? Mọi người trong làng đổ dồn ánh mắt về dàn hỏa thiêu, sắc mặt cậu Sang càng lúc càng u tối. Nếu như thị phong Chí Thành muốn luyện thứ rượu này, cô ta sẽ nhanh nhanh chóng chóng mà giết người để hoàn thành càng sớm càng tốt. Tại sao cô ta phải tốn công canh giữ người làng trong nhà? Sao phải cấm tiệc mọi người không ai được ở một mình? Ai là người muốn dùng dàn hỏa thiêu để giết người? Ai là người có thể thu thập được tang chứng rành rành ra như thế nếu không có mặt ở lúc thị phong giết người? Bà con nghĩ mà xem. Khảm nhấn mạnh, lửa không bén, nhưng khói bắt đầu bốc lên mù mịt. Dường như bên trong có cành củi ướt vì nước mưa. Cô Phong cười gằn. Sang, là mày phải không? Sự tình đến nước này, mày không thoát được đâu. Cảm nhận được cục diện đã thay đổi, cậu Sang vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nói hay lắm, vậy thì vật chứng đủ. Không có vật chứng, chúng mày cũng chỉ là nói suông. Khảm gằn giọng, đôi mắt ngầu đỏ. Vòng tay của mày đâu Sang? Nhìn xem, tao kiếm được gì ở nhà tao đây này? Tất cả mọi người đều dán mắt vào tay Khảm. Ánh lửa bập bùng soi rõ thứ hình cầu được khắc từ thứ gỗ trầm thơm nước mũi. Chúng vốn là thứ trong đôi vòng tay mà ông Chấn đã tặng cho hai vợ chồng Phong nhân ngày cưới. Khi hai chiếc vòng chạm vào nhau sẽ khớp lại thành chữ hỷ. Cậu ta nhìn vợ mình một hồi lâu rồi bắt đầu cười như điên dại. Giờ mày mới biết à, còn ngu. Nếu vậy thì để tao nói cho lũ ngu muội chúng mày nghe. Mày còn nhớ cái đêm rước dâu không Phong? Lúc đi ngang qua cây cổ thụ có bóng người thiếu nữ mặc áo đỏ bị trói ở gốc cây đấy. Mày đã bảo gì với tao, mày còn nhớ không? Rằng mày cảm giác như có thứ gì đó xuyên qua người. Nó đó, chính là nó đó. Lúc ấy mày đã bị ám. Để rồi những đêm sau đó mày bị mộng du mà không hề biết. Cậu Sang càng nói càng hăng máu, đôi mắt vằn đỏ, nhưng cơn hưng phấn mỗi lúc một tăng cao. Mày tưởng bản thân mày có thể tự giết được người à? Đâu dễ như thế. Chính tao, tao mới là người giúp mày thực hiện tất cả việc đó. Mày giết thằng Dương nhưng không đủ sức để treo nó lên cây, là tao giúp mày. Mày bóp cổ con bé Hường nhưng lực không đủ mạnh để làm nó chết, là tao giúp mày. Chính tao cũng chứng kiến mày đập đầu thím càng rồi vùi xuống nước. Bà ta vùng vẫy một lúc, là tao giúp mày làm cho bà chết hẳn. Cái áo tơi mày dùng khi giết lão Chấn cũng là tao khoác cho mày. Mày muốn biết gì nữa? Cả cái làng bị nguyền rủa bởi người đàn bà có chữ năm xưa đã trốn mất khi băng cướp giết sạch gia tộc buôn tơ lụa. Mày biết tại sao tao lại làm giúp ả luyện rượu sọ người không? Vì tao căm hận chúng mày. Tao căm hận phải chôn vùi cuộc đời ở nơi quái dị này. Có biết không hả? Tao căm hận lão Khôi khốn kiếp đã để mặc mẹ tao đến chết. Tao muốn chúng mày thấy cảnh sinh ly tử biệt như mẹ con tao. Nên tao mới để mặc mụ đàn bà vu sư kia làm cho lũ trẻ con bị mộng du trong đêm. Bầy rối đã bị nhốt trong rương cũng chính là tao. Là tao đã lén giải thoát cho chúng nó. Mày biết vì sao tao cứu mày treo cổ không? Vì mày mà tự vẫn thì có nghĩa tao đã không giết được mạng người thứ năm. Rượu sọ người sẽ chẳng luyện thành. Có rượu sọ người, tao sẽ đường hoàng ra khỏi làng để sống cuộc đời mới. Tao không muốn chết trục xương ở đây. Tao không muốn chết với chúng mày. Sang lao đến, giật ngọn đuốc trong tay bà cụ Đoan. Con bé Lành và mấy đứa bạn nó đứng bên cạnh kêu ré lên vì sợ hãi. Cậu Sang khua khoắng ngọn đuốc trong tay để tìm đường máu thoát thân. Con bé Lành ngã sỏng xoài xuống dưới đất. Cậu Sang chộp lấy con bé, ghi chặt nó trong tay để làm con tin. Bà cụ Đoan gào lên. Ôi trời ơi, cháu tôi! Cậu Sang cười hình hịch. Mẹ kiếp lũ chó má chúng mày! Định đấu với tao à? Gã ngẩng đầu lên, gào tên vong hồn áo đỏ. Thập nương, mày nghe thấy không? Trụ sọ người là của tao, của tao, của tao. Tao là thân. Khảm nhào tới định cướp lấy con bé nhưng không kịp. Giọng cậu lạc đi trong tiếng gió. Mày sai rồi, trụ sọ người vẫn chưa luyện xong.
Nó cần một thứ quan trọng nhất để luyện thành, đó là trái tim của kẻ lòng lan dạ sói. Tất cả hành động của mày đều nằm trong âm mưu của thập nương. Mày không hiểu à? Bà ta muốn người làng tự đâm chém nhau. Cuối cùng mày sẽ chết bởi cái dàn hỏa thiêu này, hiến trái tim độc ác của mày. Lúc ấy nguyên liệu để làm rượu xọ người mới thực sự hoàn thành. Mày thực chất chỉ là con rối trong tay bà ta thôi. Nụ cười trên mặt cậu Sang hơi héo đi một chút. Cô Phong đã xuống khỏi dàn hỏa thiêu từ bao giờ? Cô nhìn kẻ đã từng đồ ấp tay gối với mình mà nở một nụ cười chua chát. Bỏ con bé ra đi, để tao thế chỗ cho. Đừng! Vợ chồng ông Khôi cùng lão Dần gần như kêu lên cùng một lúc. Cậu Sang vẫn ôm con bé lạnh đi lại giật lùi. Mỗi giây trôi qua lại càng gần về phía cánh rừng hơn. Không hiểu cái lạnh vì sợ quá hay ngạt thở mà lăn ra ngất xỉu. Cô Phong khẽ cười nhạt. Con bé ngất rồi, mẹ sẽ bị nó làm vướng chân đấy. Dường như Sang cũng đã nhận ra điều này, cho nên hắn đẩy con bé xuống dưới đất, rồi choàng lấy cổ cô Phong. Người trong làng định sáp lá cà, nhưng cậu gầm gừ. Chúng mày lại gần là con này chết. Ông bà Khôi nhào tới đầy kích động. Một tay cậu Sang kẹp chặt cổ cô Phong, tay còn lại khu khoắng con dao quắm dài gần 5 tấc, khiến đám thanh niên lùi về đằng sau, không dám xông lên trên. Chẳng ai để ý thấy lão Dần đã đi vòng ra phía sau, gương mặt tối sầm lại. Cậu Sang không còn cười nữa, càng lúc càng kéo cô Phong về phía con đường mòn dẫn vào rừng. Mặc cho cô Phong cào vào tay, cậu ta chỉ gầm gừ nhìn về phía dân làng. Đúng lúc đó, một bóng người ở sau lưng cậu Sang nhào đến, ôm chặt lấy chân cậu ta rồi hét lớn. Quân bất nhân, mày hại con gái tao, tao liều chết với mày. Lời nói còn chưa dứt, lão Dần chó vung con dao định đâm. Nào ngờ cậu Sang nhanh tay hơn lão. Cậu ta để cô Phong qua một bên, rồi dùng con dao quắm chặt phăng bàn tay đang cầm dao của lão Dần. Bị đứt tay, người đàn ông già nua gào rú lên đau đớn, quằn quại dưới đất, nhưng vẫn không ngừng kêu lên. Phong, chạy đi con, bà cầm chân thằng chó này. Một âm thanh như xé gió vang lên, những tia máu bắn ra văng cả vào những người gần đó. Tất cả mọi người giật nảy mình, rồi đồng loạt rú lên một tiếng kinh hoàng. Người của lão Dần đang nửa ngồi nửa đứng, ở vị trí đáng lẽ phải có cái đầu thì giờ này cục lũng, máu trào ra không ngừng. Cái đầu bay vút lên trên không trung, mắc vào một cành cây rồi rơi xuống đất, tạo thành một âm thanh nặng nề. Bầy chó trong làng tiến tới ngửi ngửi rồi ngoạm lấy mà chạy. Bà Khôi bừng tỉnh, vội gào thất thanh. Chạy, chạy theo để lấy cái đầu. Vài ba người thanh niên nhào theo sau. Mấy người đàn bà khiếp đảm lăn ra đất ngất xỉu. Từ trước đến giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng đến thế. Xác người đàn ông đổ gục xuống đất, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Bầy quạ ở trên cao kêu vang tự hồ reo vui vì bữa tiệc thịnh soạn đang bày ra trước mắt. Cậu Sang thở phì phò, nụ cười lại trở lại. Khoái cảm giết người đang sôi sục trong lòng gã. Lần đầu tiên gã giết người trước mặt nhiều người như thế. Những lần trước gã phải làm trong âm thầm, làm thay cho con vợ vụng về vô tích sự của mình. Đâu có ai được chiêm ngưỡng khả năng của gã. Cậu Sang hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi của núi rừng sau cơn mưa, quyện cùng với mùi máu nồng nặc. Giết người trước mặt lũ vô dụng này thật là tuyệt. Biết thế này, sao lại không làm sớm hơn? Cậu Sang hưng phấn suy nghĩ, gương mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rực, hình như máu của gã đang sôi. Cô Phong gào lên, cắt đứt dòng suy nghĩ lẫn cơn khoái cảm của gã. Mày giết tía tao, thằng khốn nạn! Cô định xông tới, nhưng thấy cậu Sang vẫn đang lăm lăm con dao quắm thì ngừng lại. Giây phút ấy, cô liếc nhìn thầy mẹ lần cuối, rồi hướng ánh mắt về phía sau. Con đường mòn dẫn vào khu rừng rậm rạp đang ở phía trước. Thời cơ đã đến. Không chần chừ lấy một giây, cô chạy tuốt vào trong rừng sâu. Hơn ai hết cô hiểu rằng, ngày hôm nay, hoặc là cô hoặc là Sang sẽ chết. Thế nhưng, cái chết suy cho cùng còn dễ chịu hơn so với việc tiếp tục sống. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình cuối cùng của mình. Trận chiến này là của cô và gã. Có chết cũng không được thua. Sang gào lên khi trông thấy con mồi của mình sống mất. Gã nắm chắc con dao chạy theo cô Phong vào trong rừng. Mặt trời đã xuống núi hoàn toàn. Bóng đêm như muốn nuốt trọn tất cả vào lòng.
cuộc đấu sinh tử bắt đầu. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Ủa, trong tập ngày hôm nay là Cổ Sang lật mặt. Bắp nghĩ là Cổ Sang sẽ lật mặt ở trong vài tập nữa. Tại vì lúc đầu thì Bắp cũng chỉ đoán như vậy thôi, nhưng mà cũng không có chắc lắm. Không ngờ kết quả Cổ Sang lại còn đáng ghét hơn những gì mà mình tưởng tượng nữa. Thì ra trái tim của kẻ lòng lang dạ sói lại chính là cái ông Sang này. Như vậy là Phong có liên quan tới bốn mạng người xảy ra. Tuy nhiên Phong không có trực tiếp giết những cái người đó, chỉ là mộng du và sau đó là bị hồn ma điều khiển thôi. Mà sức lực của Phong cũng không đủ để giết những người đó. Sang chính là người đã tiếp tay và trực tiếp giết chết những cái người đó, kiểu như là phụ một tay kết liễu tất cả những người đó, chứ tính ra là Phong vẫn không có giết người. Rồi khi mà Sang nhảy vô cứu Phong thì khi đó Bắp còn kiểu tình nghĩa vợ chồng đậm sâu được các thứ, ai dè đâu không phải. Bởi vì Sang chỉ nghĩ nếu như mà Phong chết thì sẽ thiếu đi một trái tim và cái kế hoạch của hắn ta sẽ bị thất bại, thành ra là mới giữ cho Phong sống, chứ hắn cũng đâu có muốn cứu Phong đâu các bạn, đâu có thương yêu gì đâu. Trời ơi là trời. Thiệt á, tới này cũng còn thắc mắc là tại sao Khảm vừa đẹp trai, vừa dễ thương, vừa thông minh, lại rất là thân với lại Phong, mà tại sao Phong lại không có chọn Khảm mà lại chọn Sang. Nhưng mà Bắp nghĩ là cái ông Sang này, ông đã lên kế hoạch trả thù từ rất là lâu rồi, tinh thần méo mó từ rất là lâu rồi, thành ra sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để mà thâu tóm tâm lý của Phong, để cho Phong yêu hắn ta và chọn hắn ta chứ không có chọn Khảm. Rồi sau khi mà lấy Phong và về nhà Phong ở rể thì bắt đầu mới lập ra tất cả mọi âm mưu. Khi mà vong hồn người phụ nữ áo đỏ là bà Thập Nương, bà đã thâu tóm tâm lý của Sang. Và Sang á thì cứ nghĩ đâu là bản thân sẽ luyện ra được rượu soạn người, nhưng đâu có ngờ trái tim lồng lan giả sói lại chính là trái tim của hắn ta, là nguyên liệu cuối cùng để làm ra được rượu soạn người. Bây giờ thì Sang bị điên rồi các bạn ơi. Nó coi cái việc giết người như là một cái gì đó rất là kích thích và rất là phấn khích. Bây giờ nó gặp ai là nó giết thôi. Mà thấy tội cho ông dừng chó quá. Không biết là con của ổng vì sao mà chết và khiến cho ổng bị hóa điên. Nhưng mà lúc nào ổng nhìn Phong, ổng cũng nói là con gái tao. Tụi bay hả, không có được giết con gái tao và bảo vệ Phong hết sức mình. Và tới cuối cùng, cũng bởi vì bảo vệ Phong mà đã bị chết một cách tức tưởi, bị cắt phăng cái đầu ra. Nhưng mà Phong cũng đã thét lên vào mặt của Sang là tại sao mày lại giết tía tao. Thì tới giờ phút cuối cùng thì chính Phong cũng coi lão dừng chó giống như là cha của mình, đã hy sinh mạng sống để bảo vệ cho Phong. Chứ ai giống như cái ông ba ruột kia, ông Khôi. Ông ba ruột mà cũng giống như là ruột thừa vậy đó, không biết khúc đó ông ở đâu nữa. Rồi hả, khúc cả dân làng vô sâu xé con gái thì ổng cũng thẳng chân đạp con gái ổng luôn. Ổng thẳng chân mà ổng đánh con gái ổng luôn, không có binh con gái gì hết trơn. Bởi vậy ruột, ba ruột nhưng mà là ruột thừa nha các bạn. Còn hả, bên kia ông giận chó ông bị điên điên khùng khùng mà ổng thương Phong thiệt, thấy tội, ổng dễ sợ tội. Và bây giờ là một cuộc đấu giữa một là mày chết, hai là tao chết của Phong và Sang. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Kẻ Ăn Hồn của tác giả Thảo Trang nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.